tiêu đi đám chứ còn đi chợ làm gì. Mua củ sắn dây chứ mà nhà nó mát. À mua sắn dây á. Nga đi đâu? Sớm á? Ừ, nó đi nó về. Không gì không vậy. Nó mua cho gì nay nó mới đi đường đấy. Ừ, mà giá nó ra dặn từ qua, tôi bảo mày đi mua cái dao vương gì.